Trong phỏng vấn này, ông Jim Collins đã nhấn mạnh là cái thời kỳ tăng trưởng kinh tế ngon lành, giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã chấm dứt rồi các bạn. Và cái chart mình thể hiện cho các bạn xem đã thấy ví dụ điển hình ở chính nền kinh tế Việt Nam là trong những năm gần đây các biến cố lớn cả bên trong lẫn bên ngoài đều xảy ra dồn dập. Giai đoạn từ 2010 tới trước đại dịch 2020, chúng ta chỉ có một biến cố lớn, nhưng từ 2020 tới 2023 thì mỗi năm là một biến cố lớn. Hello mọi người, lại là Hải đây. Mấy năm gần đây thì thuật ngữ tự do tài chính được nhiều người đề cập quá và mình cũng muốn đu trend một chút trong cái video này. Mình có research Google thì mình hỏi mấy con bot AI thì nó ra quá trời định nghĩa về tự do tài chính các bạn. Cụ thể thì có một cái như sau. Tự do tài chính là một thuật ngữ đề cập tới việc có đủ tiền dưới dạng tiền mặt và các khoản đầu tư để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nó có nghĩa là có đủ thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư, tiết kiệm và các tài sản khác để hỗ trợ lối sống trong mơ của bạn. Điều đó thường có nghĩa là đủ tiền tiết kiệm, đầu tư tài chính và tiền mặt trong tay để trang trải cho cuộc sống mà chúng ta mong muốn cho bản thân mình và gia đình. Và có nghĩa là tiết kiệm ngày càng nhiều giúp chúng ta có thể nghỉ hưu hoặc theo đuổi sự nghiệp mà mình muốn mà không bị thúc đẩy bởi mức lương cố định mỗi năm. Đó thì ở đây có một cái link để các bạn có thể vô đọc để tham khảo thêm nha. Rồi nào là định nghĩa về 7 cấp độ tự do tài chính các bạn. Rồi lại có một số người họ định nghĩa về 8 cấp độ tự do tài chính. Rồi hàng tá định nghĩa khác mà bạn có thể tìm thấy trên Internet. Nhưng mà túm lại thì dường như mọi định nghĩa đều nói tới một cái việc là hãy kiếm càng nhiều tiền càng tốt, vượt xa mức chi tiêu cần thiết hàng năm của bạn nhiều lần đi thì bạn có thể nghỉ hưu sớm. Thực ra thì viễn cảnh kiếm tiền nhiều thì đã thiệt các bạn. Tưởng tượng như bạn đã có 5 triệu đô nha, khoảng hơn 115 tỷ đồng. Và giả sử luôn 5 triệu đô này đủ để bạn tự do tài chính nha. Thì khi đó bạn sẽ tìm một chuyên gia tư vấn tài chính nào đó và bạn bỏ tiền vào 4 cái hũ. Hũ thứ nhất là bạn bỏ 2 triệu đô la gửi tiết kiệm. Hũ thứ hai là bạn gửi 1 triệu đô la để mua trái phiếu doanh nghiệp. Hũ thứ ba là bạn bỏ 1 triệu đô la để mua vàng. Và hũ cuối cùng là bạn bỏ 1 triệu đô la để đầu tư chứng khoán. Các bạn thấy danh mục đầu tư này an toàn không? 40% là gửi tiết kiệm rồi, 20% thì mua vàng là thấy chắc ăn rồi, chỉ có 20% đầu tư tài sản rủi ro là cổ phiếu. Với danh mục đầu tư 5 triệu đô này thì rõ ràng là bạn có thể ngủ ngon và sống thảnh thơi suốt phần đời còn lại, đúng không? Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem lại các kênh đầu tư này qua các sự kiện diễn ra trên thị trường tài chính thế giới 2 năm vừa qua nha. Thứ nhất là gửi tiết kiệm ha. Chúng ta vừa chứng kiến một loạt các ngân hàng Mỹ vừa tuyên bố phá sản và buộc chính phủ Mỹ phải nhảy vào giải cứu, ví dụ như là Silicon Valley hay là Signature Bank. Ở Thụy Sĩ thì chúng ta cũng có ngân hàng lớn và lâu đời thứ nhì, đó là Credit Suisse, cũng có nguy cơ phá sản buộc chính phủ phải nhảy vào giải cứu và dự kiến là tốn rất nhiều tiền các bạn, có thể lên tới 100 tỷ đô, hơn 100 tỷ đô. Và từng người dân Thụy Sĩ thông qua tiền thuế thì họ phải gánh cái chi phí giải cứu này. Còn tại Việt Nam thì chúng ta lại có ngân hàng SCB liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát ha. Thì chúng ta thấy là rất nhiều người biểu tình để đòi các khoản gửi tiết kiệm của họ trong thời gian gần đây. Kênh thứ hai, chúng ta có một khoản tiền để mua vàng đúng không? 1 triệu đô mà. Kênh này thì có vẻ là chắc ăn vì vàng đã tăng giá theo thời gian, đặc biệt là lúc khủng hoảng. Tuy nhiên, thiệt thòi nhất của kênh này là suất sinh lời rất là thấp các bạn. Giá vàng hiện tại khoảng hơn 1.900 đô một ounce, còn thấp hơn cả mức 2.400 đô một ounce hồi tháng 8 năm 2011, tức là cách đây khoảng 12 năm. Tức là nếu bạn cầm vàng liên tục từ 2011 tới bây giờ thì bạn chỉ có lỗ lạm phát thôi chứ không có lời. Kênh thứ ba là mua trái phiếu doanh nghiệp. Thì bạn có 1 triệu đô bỏ trong đây đúng không? Thì cuộc khủng hoảng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua đã cho thấy kênh này rất là rủi ro, thậm chí là rủi ro cả hơn cổ phiếu luôn. Ví dụ cổ phiếu bạn lỗ 30-40% đi, nhưng mà trái phiếu thì có khi bạn lỗ hết vì cái doanh nghiệp đó họ không trả được. Ngoài ra thì bạn có thể thấy là những thị trường phát triển cỡ như Hàn Quốc hay là Trung Quốc mà còn bị vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp thì cũng đừng nói gì là Việt Nam ha. Ok, đó là ba cái hũ tiền của chúng ta. Hũ thứ tư là cổ phiếu, thì cái này thì nó rủi ro quá rồi và chắc mình không cần phải nói thêm ha. Như vậy thì với những sự kiện đã xảy ra trong 2 năm qua thì các kênh đầu tư cho 5 triệu đô la của bạn hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm và rủi ro dù là bất cứ kênh nào. Đương nhiên rủi ro bạn mất hết 5 triệu đô thì cũng không có cao,
vì khó mà tất cả các kênh nó cùng nổ cùng lúc lắm, đúng không? Nhưng mà chỉ cần tài sản nó giảm dưới ngưỡng nào đó, ví dụ giảm từ 5 triệu đô còn 2,5 triệu đô, thì có thể là với mức sống của người đó, của mình á, thì lúc đó mình không còn tự do tài chính nữa. Chưa kể là danh mục đầu tư bị tổn hại thì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần của chúng ta, đúng không? Và làm mất luôn ý nghĩa của cái từ hạnh phúc của cái sự tự do tài chính. Có thể bạn đang nghĩ là thôi đi ông ơi, mấy sự kiện ông nói thì lâu lâu mới xảy ra một lần, làm gì có chuyện mà xảy ra liên tục và cùng lúc như vậy được. Thì cả nhà hãy cùng mình nhìn cái chart này nha. Ok, thì đây là những biến cố xảy ra cho nền kinh tế Việt Nam trong 12 năm qua. Thì các bạn nhìn thấy á, năm 2011 thì chúng ta có vỡ bong bóng bất động sản và thị trường đóng băng, đúng không? Chúng ta có thị trường bất động sản bị đóng băng liên tục trong nhiều năm sau đó. Năm 2018 thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán giảm rất là mạnh sau các đợt IPO của các doanh nghiệp tỷ đô, khi mà định giá rất là cao và cuối cùng thì nó giảm rất là sâu. Năm 2020 thì chúng ta có Covid-19 lần thứ nhất, và năm 2021 thì chúng ta cũng có Covid-19 lần thứ hai. Năm 2022 thì chiến tranh Nga-Ukraine nó nổ ra và thị trường bất động sản nó đóng băng, cũng như là rủi ro vỡ nợ trái phiếu tăng ra rất là lớn. Và năm 2023 là cái năm chúng ta đang nói, thì suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra, lạm phát cao và thất nghiệp gia tăng. Các bạn thấy là rất nhiều công nhân bị sa thải, đúng không? Rất nhiều công nhân viên chức ở những cái tập đoàn lớn của Mỹ bị sa thải, và rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam họ cũng đã cắt giảm lao động rất là nhiều. Và chúng ta thấy là cái giỏ hàng hóa của chúng ta càng ngày nó càng teo nhỏ đi, đúng không? Hồi xưa thì 500 ngàn chúng ta có thể mua được khá nhiều đồ ăn, nhưng mà bây giờ 500 ngàn thì chỉ còn mua được khá ít thôi. Như các bạn thấy trong hình trên á, trong giai đoạn 7 năm từ 2011 tới năm 2018 thì bối cảnh kinh tế vĩ mô nhìn chung là tương đối ổn. Cũng có một vài sự kiện ảnh hưởng, ví dụ như đồng nhân dân tệ mất giá mạnh trong năm 2015, nhưng nhìn chung không gây ra mất mát lớn trên thị trường tài chính và các kênh đầu tư. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 trở đi thì các sự kiện đang diễn ra với tần suất dồn dập hơn rất nhiều. Tác giả Jim Collins, chủ nhân cuốn sách Từ tốt tới vĩ đại do lựa chọn hay là xây dựng để trường tồn á, trong một lần được phỏng vấn về sự bất ổn của thời kỳ chúng ta đang sống và trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid, ông đã trả lời như sau. Không các bạn, cơ sở của tác phẩm mà tôi đã viết thì dựa trên sự bất ổn kinh niên, sự bấp bênh thường xuyên, thay đổi tiến triển nhanh hơn và những đột phá là hết sức bình thường, và chúng ta không thể dự đoán cũng như kiểm soát được các sự kiện. Chúng tôi tin rằng những sẽ chẳng có cái gì gọi là bình thường mới, chỉ là một chuỗi liên tục các thời kỳ không bình thường mà thôi. Khuôn mẫu thống trị trong lịch sử loài người không phải là sự ổn định, mà là bất ổn và những đột phá. Những ai trong chúng ta lớn lên trong thời kỳ phồn thịnh ổn định ở các nền kinh tế phát triển vào nửa sau thế kỷ 20 sẽ khôn ngoan mà nhận ra rằng chúng ta đã lớn lên trong một thời kỳ hơi bị khác thường của lịch sử, tức là nó ổn định quá đó. Bao nhiêu lần trong lịch sử chúng ta, nền kinh tế vận hành trong một cái kén tưởng chừng như là an toàn, trong một thời kỳ tương đối yên ổn, nhưng kỳ thực là đang cưỡi trên một trong những con sóng của thời kỳ bùng nổ kinh tế dai dẳng nhất mọi thời đại. Với những người trong số chúng ta lớn lên vào những thời kỳ ấy, đặc biệt là những ai lớn lên ở Hoa Kỳ, hầu như mọi trải nghiệm cá nhân đều nằm trong một lát cắt rất mỏng của toàn bộ lịch sử chung của nhân loại, và nó không hề có khả năng lặp lại ở thế kỷ 21 hoặc sau này. Như vậy là trong cái phỏng vấn này thì ông Jim Collins đã nhấn mạnh là thời kỳ tăng trưởng kinh tế ngon lành, cái giai đoạn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đã chấm dứt rồi các bạn. Và cái chart mình thể hiện cho các bạn thấy là ngay chính nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây thì các biến cố lớn cả bên trong lẫn bên ngoài đều xảy ra vô cùng dồn dập. Giai đoạn từ 2010 đến trước đại dịch Covid-2020 chúng ta chỉ thấy có hai biến cố đáng kể mà thôi, nhưng từ 2020 tới 2023 thì mỗi năm là một biến cố. Trong bối cảnh khủng hoảng xảy ra từng năm như vậy thì chúng ta định nghĩa tự do tài chính là một cái mốc tài sản nào đó theo quan điểm của mình là hơi rủi ro các bạn. Lý do thứ nhất cho quan điểm này là vì tất cả các kênh đầu tư đều sẽ có rủi ro của nó, và khi các kênh đầu tư giảm mạnh trong khủng hoảng thì tài sản của bạn sẽ bốc hơi và bạn sẽ không cho rằng mình đang đủ tài sản để tự do tài chính nữa. Thứ hai là cảm giác mất mát là cảm giác mà con người rất là ghét các bạn. Và trong cái khủng hoảng, khi mà chứng kiến mình mất đi một số tiền lớn thì bạn vẫn sẽ cảm thấy đau khổ và bất an mà thôi, dù cho phần tiền còn lại của bạn có đủ nhiều để đảm bảo chi phí cho bạn cho nhiều năm tới, đúng không?
Khi chúng ta sống trong bất an thì làm sao mà chúng ta có được cái trạng thái hạnh phúc mà cái mục tiêu tự do tài chính nó kỳ vọng là nó sẽ mang lại nữa, đúng không? Ok, thì video hôm nay nó hơi dài, mình sẽ tổng hợp cho các bạn lại ý chính của toàn bộ video như sau. Thứ nhất là quan điểm truyền thống về tự do tài chính là một cột mốc tài sản nào đó có vẻ là đang bị thách thức và lung lay mạnh trong giai đoạn hiện nay, khi mà các biến cố lớn đang xảy ra mỗi năm một lần và chúng ta có nguy cơ mất đi một số tiền rất lớn và mất luôn cái mốc tài sản để đạt được tự do tài chính. Trong trường hợp này, cho dù mất mát tài sản trong các cuộc khủng hoảng vẫn không làm bạn mất hết tiền và bạn vẫn còn tiền để có thể dùng cho nhiều năm, đúng không? Nhưng mà cảm giác bất an chắc chắn là thứ nó sẽ tồn tại và nó theo bạn trong rất nhiều năm sau đó. Ok, thì đó là một cái đúc kết của cái video này. Thì trong video kế thì mình sẽ nói về định nghĩa tự do tài chính ở một góc nhìn khác trong cái thời kỳ bấp bênh này. Dự kiến mình sẽ công chiếu sau cái video này 7 ngày. Thì các bạn nhớ thường xuyên cập nhật nha. Cảm ơn cả nhà. Ok, thì nếu bạn thích video thì hãy cho mình một like và hãy đăng ký kênh mình để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.